cha nó bồng con giờ khóc tan nát sớm diện khổ dữ nhà không kẻ ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha tu sao kịp chiều mơ cho thành ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Cho nên bây giờ đó, cái cuộc đời này nó đến cái giai đoạn kết thúc. Thứ nhất là mở màn là chiến tranh giặc giả nghe quý vị. Mà chiến tranh giặc giả là có rồi, mà hiện nay càng ngày tức là nó càng lan rộng. Sắp tới đây tức là dùng vũ khí nguyên tử hạt nhân giết người đồng loạt là cứ bằng là khắp thế giới là cửa nhà tan nát hết. Thì cái lúc này là cái lúc có thể nói là dùng phép màu mới lập lại thượng nguyên, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho chẳng hạ tường nơ lao lý, lão nào có bài điều má mị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị, thì sớm giờ cũng có mấy vị giảng viên nổi tiếng nói chuyện rất là hay. Nam mô A Di Đà Phật. Cha nó bồng con giờ khóc tan nát sớm diện khổ dữ nhà không kẻ ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha lời xưa di tích rõ dịp này ai muốn mắt nghe phàm gặp mê dòng mây hãy ra nghe lời ta mắt trước không nhìn đạo đức phải phơi thay thương dân nghe xuống bụng tay đề dân dò ba tân chớ hề lập phai cuộc thế giới chuyển lai như trong khuyên dân tình hãy lòng mà nghe làm kiều hữu lầu vắng quen ngục môn không cửa mà hèn nhau đi
thân cho trẻ hài nhi liễu điệu im vợ xa chồng bằng biểu thế lương phong trần về dạng gió sương chư bạn ham báo hùng cường đuôi tranh còn nghi một cuộc chiếu mang dành xe khắp hoàng cầu ó rẽ một nơi dòm xem châu ngọc chiều mới sao đời không sớm mi ta đắt dời coi mê để đơn việc tham thế thế tham mắt phàm trần tường ngày lắm bi ai cùng đồng cũng nhục hoài thay nên ta ráng sức miệng mài giải khuyên thơ giới phú thần nghe tiên giáng ơi bút bởi cơ trời đà thúc mi bên lưng không tu chừng nghi khổ cũng mơ tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thay hoàng hôn tai sắc chuyển lưng tai nhược già yêu đời chỉ qua dài tỏ thuyết quyền di sanh chúng rõ năng kỳ liên huệ tất biển lai tư lương đeo đuổi giấc mộng sâu bờ hải dương trần khá liều phong riết lọt ngoài sâu quyền cơ đạo hành hãy ráng tâm đời cùng tiếng Phật dùng nhân tâm ngàn năm thức đạo đành chốn lắm mơ thương tượng bà gia nội lạc lầm
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ quý vị ngồi đây cùng với Hồng Định lắng dịu cõi lòng, nghe phải nói là rất là thâm trầm, đạo đức quá thanh thao phải quý vị. Thì đây gọi là một giọng đọc quyền thoại đã đi vào lòng người như chịu chịu con tim người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Như Đức Thầy cho biết là đờn những câu tỉ mỉ gung hồn, cho người lành giả ái bắt nôn để rồi cúi đầu trước quy Phật Pháp. Và thay mặt tất cả quý vị cảm ơn anh Nguyễn Bảy rất là nhiều. Vâng, chương trình trao đổi Phật Pháp chia sẻ hôm nay đến đây cũng xin được tạm kết thúc khép lại. Trước khi dứt lời, xin cầu chúc tất cả cô bác chị trong đạo mình sức khỏe an lạc, tinh tấn tu hành, để ngày hội Long Hoa có mặt gặp Phật gặp Thầy, tu hành mau đắc đạo. Và Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào tất cả quý vị. Rồi mời cô đến phần giải đáp nghi vấn sẽ do anh Nguyễn Phước Nghiêm đảm trách. Thì chúng ta cũng đã xem được những cái trên mạng, anh Nghiêm cũng đã chia sẻ những cái câu hỏi nghi vấn giáo lý Đức Thầy. Và cũng có thời gian anh đi giải đáp nghi vấn đó đây, cũng rất là hay, rất là ý nghĩa. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với anh Nguyễn Phước Nghiêm. Và để đi thẳng vào chương trình không làm mất thời gian, có một vị đồng đạo hỏi hai câu giảng của Đức Thầy là: còn một đoạn mưa tầng nắng sở, trải qua rồi diệt dở quá hay. Đồng đạo hỏi rằng là còn một đoạn mưa tầng nắng sở, mưa tầng là như thế nào, nắng sở là ra sao, mà mình nghe thấy nó ghê chứ ha. Mưa tầng nắng sở này nó có nguy hiểm, nó có đe dọa đến mạng con người chúng ta không? Rồi trải qua rồi diệt dở quá hay, trải qua rồi cái giai đoạn trải qua như thế nào, và cái người tu của mình và cái người không tu có bị ảnh hưởng chi phối ra sao? Kính mời sư huynh Nguyễn Phước Nghiêm chia sẻ hai câu giảng này cho tất cả huynh đệ, chú bác và tất cả cô bác cộng đồng mạng chúng ta nghe. Và Nam Mô Phật, kính mời về cho chàng vỗ tay ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa tu sĩ Quốc Dũng, đại diện trong ngày lễ kỷ niệm cúng cơm cho nội tổ hôm nay, và kính đến toàn thể cô bác anh chị em cũng như toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là một cái duyên lành được trở về đây trong ngày lễ kỷ niệm cúng cơm. Và trong thời gian chúng ta chờ đợi thì mình ngồi bên nhau để rồi trao đổi Phật Pháp, để rồi cùng tu cùng tiến. Bởi vì ăn cơm có canh mà tu hành thì có bạn. Đức Thầy có câu là cùng nhau thảo thuận thì danh hiền mới thơm. Hay là bàn với lượng đẳng coi chân lý, lậu cơ chờ thiên ý bày ra. Bởi vì lời lẽ của Đức Thầy nó thâm sâu bầu nhiệm, mà nó ẩn ý mà Đức Thầy muốn gỡ đến chúng ta, để chúng ta tìm hiểu nghĩa để rồi làm theo đắc đạo. Thì cũng như thường lệ thì trong cái buổi nay, giờ này được ban tổ chức cũng như là cô bác chị em sắp đặt cho Phước Nghiêm đến đây gặp gỡ qua chương trình là giải đáp nghi vấn. Mà hôm nay thì nhận thấy cô bác chị em mình đó, cũng như quý vị đồng đạo tu sĩ giảng viên cũng rất là đông, cũng như là có thành hậu cư sĩ cũng từng giải đáp nghi vấn, và cũng như một số chú bác, cũng như vừa rồi quý vị mình đã được nghe anh Hai Chung đã chia sẻ Phật Pháp. Giờ này thì đến Phước Nghiêm thì sắp đặt chương trình là giải đáp nghi vấn. Mà để tranh thủ thời gian quý vị, thì được sứ ngôn viên đã đưa lên hai câu giảng thầy là còn một đoạn mưa tầng nắng sở, giải qua rồi diệt dở quá hay. Dạ, câu này mình nghe cái mình thấy ủa sao thầy nói cái gì mà mưa tầng mà nắng sở. Chứ xưa nay mưa thì mình đã thấy nhiều rồi, cũng như Đức Thầy dùng cái từ là mưa phùn lác đác đệm bay, phải không quý vị? Canh chàng thơ thẳng mà thân thầy bơ vơ thì mưa phùn ai muốn đi Đà Lạt á. Ai có đi Đà Lạt thì mình bắt gặp những cái đám mưa phùn là những cái hạt mưa li ti đó. Đó là mưa, nó chính mưa sương thôi, gọi là mưa phùn. Thì trong giáo lý thầy rất là nhiều, hay là dầu mắc phải mưa đơn mà gió kép,
đó, hay là cầu nguyện Phật trời, tức là gọi móc mưa đó, mưa rất là nhiều nghe. Hay là nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ, đó cũng là mưa nữa. Đó, hay là mùa xuân chưa có mưa vào, cũng như đạo hạnh mà sắc màu đó là chưa thánh. Như vậy thì quý vị thấy không, hôm nay đặc biệt là cái câu này nó còn đặc biệt hơn là còn một đoạn, chứ còn là chưa có hết nha quý vị. Chữ còn là chưa có hết, còn một đoạn. Mưa tầng. Bây giờ mình nói cái đám mưa tầng trước. Mưa tầng mà nắng sở. Xin thưa quý vị, ở đây Đức Thầy chúng ta là dùng sự mà diễn lý, dùng nhân cách quá, lựng sơ sơ cho văn gõ tích, đặng chờ ngày quán võ hô phong, ban cho đời thốt chữ cai nồng, nên dục thúc câu quân tu ký. Ngày nào mà Phật tuyên tội vị, ấy thờ lai bình trị muôn dân. Khắp các nơi chư quốc xưng thần, thì trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Cho nên theo dõi gót người xưa mớ kịp, dừng mây lành ngũ sắc hào quang, Phật thánh tiên đông độ lướt sang, thì miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mớ nay đã khở sắp, chỗ tài hay biển lấp non giờ, thì dưới cùng trên ám đạm khí chờ, cả thế giới mới mưa hòa gió thừng. Tạo nền móng thánh quân đặt dựng, nơi chiều cá gầy dựng tôi hiền. Ôi, không lẽ mình đọc giảng sao? Mình nghe cái đoạn này mình cảm thấy nó hay sao đâu quá chứ, phải quý vị? Nghe quá hay luôn. Bây giờ mưa tầng ở đây đó là cái điển tích của Tầng Thủy Hoàng. Cô bác mình tất cả chúng ta đều nghe là Tầng Thủy Hoàng là một cái vị vua, tức là tàn bạo. Đó, sau khi ông gồm thâu lục quốc là Yên, Tề, Sở, Ngụy, chịu hàng đó, ông thống nhất đất nước. Đó, lúc này đó, xin thưa quý vị, và ông cho dân chúng, tức là xây Vạn Lý Trường Thành. À, Vạn Lý Trường Thành như vậy là trên chiều dài trên 2.000 cây số. Như vậy thì dân chúng phải lầm than đối khóc chết chóc biết bao nhiêu. Và ông xây tức là A Phòng Cung. Và sách của Khổng Tử đó, khi xưa thì gồm có là Tứ Thơ, tức là lục kinh đó quý vị. Nhưng mà ngài đốt hết một quyển cho nên còn bây giờ là Tứ Thơ Ngũ Kinh. À, như vậy thì ngài đốt cái quyển gọi là Tàn Thơ Khanh Nho mà đốt sách chôn học trò. Như vậy thì nói tới bạo chúa Tầng Thủy Hoàng, tức là nói tới cái sự chiến tranh chết chóc, đói đau nghèo khổ. Như vậy thì còn một đoạn mưa tầng. Ở đây là ám chỉ cho cái thời kỳ đệ nhị thế chiến năm 1939. Đó, cái giai đoạn đó đó là mèo kêu bá đánh lao sao, đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong chặng hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào mà canh phia gà gáy, máu đào mới ngưng. Tức là từ năm 39 đến năm 45 thì kêu bằng là chiến tranh chết chóc, nhất là Việt Nam chúng ta đó cũng bị đó là đô hộ cái người Pháp. Cho nên thầy cho biết là còn một đoạn mưa tầng, tức là đệ nhị thế chiến. Cái đệ nhị thế chiến đó quý vị à, làm cho dân chúng chết chóc rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta không có bàn sâu mà mình chỉ nói gọn. Ở đây là còn một đoạn mưa tầng, tức là sau khi đệ nhị thế chiến, là ám chỉ cho đám mưa tầng là khổ khó rồi, đau thương chết chóc rồi, mà Đức Thầy còn nhấn mạnh thêm một cái nữa là còn một đoạn mưa tầng mà nắng sở. Chứ phải mà hết mưa thì bây giờ khỏe rồi, nhưng mà tới nắng sở là gì quý vị? Tức là sở hạng võ. Bởi vì sở hạng võ đó, sau khi mà hiệp sức cùng với Lưu Bang đó, đánh đuổi tức là Tằng Thủy Hoàng, tức là lật đổ đó, thì ông tức là còn ác hơn Tằng Thủy Hoàng nữa, là chôn sống 20 vạn quân Tằng. Quý vị thì nghĩ coi, chôn sống 20 vạn quân Tằng đó. Và sau khi đó, ông hiệp sức với Lưu Bang đó, lên để mà đánh đuổi Tằng Thủy Hoàng, thì chôn sống 20 vạn quân Tằng. Ở đây gọi là nắng sở. Tằng Thủy Hoàng là bạo chúa đó, là đã là
làm dân chúng đau khổ rồi mà đến khi hạng võ lên ngôi đó còn ác hơn nữa. Ở đây là câu giảng này muốn tiên tri. Còn một đoạn mưa tằn, tức là sau khi đệ nhị thế chiến đã chấm dứt, thì còn ám chỉ là còn đệ tam thế chiến còn khốc liệt hơn, còn đau thương hơn, còn khổ nhiều hơn, đúng quý vị. Cho nên một hôm nọ có một tín đồ hỏi Đức Thầy: thưa Thầy, sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, còn đệ tam thế chiến không Thầy? Thầy nói còn chứ. Thì đồng đạo mới hỏi tiếp là chừng nào nó mới đến. Đức Thầy cho biết là nó đến sớm hay muộn đó là tùy theo cái nghiệp chúng sanh tạo. Nếu chúng sanh này mà biết tu hành, thương yêu, tin tưởng nhân quả, chờ Phật cầu nguyện thì nó sẽ kéo dài hơn. Còn nếu như mà ngang ngược, hung dữ, giành giật, đấu đá thì nó sẽ đến sớm hơn. Nhưng mà xin thưa quý vị, không được như cái lời Đức Thầy nói là xã hội bây giờ đó. Đức Thầy cho biết là cũng vì chờ tay chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn, phải không quý vị? Cho nên bây giờ chứng minh là hiện nay, tức là đệ tam thế chiến đã bùng nổ giữa thằng Nga nó đánh thằng Ukraine, sắp tới đây sẽ dùng nguyên tử hạt nhân. Là Đức Thầy mới dùng cái câu là khắp thế giới cửa nhà tan nát, chứ không riêng là nước Nga hay là nước Ukraine nữa, mà bây giờ là các nước cũng như là Trung Quốc thì chuẩn bị đánh thằng Đài Loan đó. Còn bây giờ đó Iran đó thì là cũng đang là hung hăng, rồi Thổ Nhĩ Kỳ thì đang đánh đó là Syria. Rồi bây giờ các nước đang giành giật với nhau, mà Đức Thầy cho biết qua câu là gió Á mưa Âu, gió Á mưa Âu tức là bùng sống dậy, cũng là cái ý đây quý vị, cũng là gió Á mưa Âu nữa. Hồi nãy là mưa tằn nắng sở, bây giờ là gió Á mưa Âu. Gió Á mưa Âu ở đây tức là Á Châu, bên kia là Âu Châu. Gió Á mưa Âu tức là bùng sống dậy, bây giờ Âu Châu đã bùng nổ trước rồi thì sắp tới đây là sẽ đến châu Á, gọi là gió Á mưa Âu bùng sống dậy. Hải hùng tranh chiến xé sau nhau, hồng trần trở lại màn u ám, tức là trở lại thứ ba này là coi như cái màn kết thúc đó, thì khắp cả thế gian mới nhộm máu đào. Vậy thì không riêng một nước nào mà khắp cả thế gian tức là nhộm máu đào. Đức Thầy nói là máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chừng mới nhảy đùng ấp phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mơ gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Để sao đến việc tả tơ rồi tu sao kịp, chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Cho nên bây giờ đó, cái cuộc đời này nó đến cái giai đoạn kết thúc. Thứ nhất là mở màn là chiến tranh giặc giả, nghe quý vị, mà chiến tranh giặc giả là có rồi, mà hiện nay càng ngày tức là nó càng lan rộng. Sắp tới đây tức là dùng vũ khí nguyên tử hạt nhân giết người đồng loạt là cứ bằng là khắp thế giới là cửa nhà tan nát hết. Thì cái lúc này là cái lúc có thể nói là dùng phép màu mới lập lại thượng quân, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho chẳng hạ tường nơ lao lý, lão nào có bài điều má mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh. Như vậy thì như Đức Thầy đã có câu tức là những người tâm đạo là biết thừa tới đâu, phải không quý vị? Hay là lật qua các báo mà coi, thấy con số chết xem mồi rất là kinh nguy. Như vậy thì những việc lạ kỳ nó có hay chưa? Chưa là với kẻ đáng ưa, chứ người tâm đạo là biết thừa tới đâu. Trải qua một cái chặng là dịch bệnh, là bệnh ôn dịch thường hay ói mửa, phiên dương chẳng hay gán kiên về rồi,
thì bây giờ tiếp nối là chiến tranh. Mà chiến tranh này tức là nó sẽ là báo hiệu cho đệ tam thế chiến, mà cũng là màn ba, mà cảnh cuối. Cho nên cái cảnh này thầy mới nói là mong kháng quan vào cửa đi xem tuồng. Cỏ cùng cây, điểu thú, chim muôn nhân, cái giặc quần lai bổn tính. Đó biết ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà. Xin thưa quý vị, cho nên cái chặng này đó là cái chặng mà phải gọi là kết thúc, mà Đức Thầy chúng ta đã báo cho mình biết trước là còn một đoạn mưa tầng. Sau khi đệ nhị thế chiến nó chấm dứt thì sẽ tới đệ tam thế chiến. Đó, bây giờ mình nói luôn nghe, cái này mình nói nhỏ nghe thôi cho nó lớn à. Quý vị hãy đoán xem, bây giờ chỉ là thằng Nga đánh thằng Ukraine, mà Nga đó thì Iran nè, Trung Quốc nè, hay là những cái nước theo Nga, còn lại là bên kia là Mỹ với khối NATO, là trên 30 nước nó viện trợ vũ khí cho thằng Ukraine. Nhưng mà thằng Nga nó sẽ không bao giờ thua, tại vì nó là cường quốc, cho nên bản ngã nó rất là cao. Đánh tới khi nào mà dùng vũ khí hạt nhân, lúc này đó là bên khối NATO cũng phải phản công cái lại, thì coi như lúc này ở châu Á chúng ta là Trung Quốc đã hăm he, đã chuẩn bị là đánh thằng Đài Loan. Nếu như Trung Quốc mà đánh thằng Đài Loan thì coi như đúng theo kinh giảng Đức Thầy đã tiên tri là gió Á mưa Âu bùng sóng dậy, lúc này thì coi như chỉ còn cách là chúng ta phải tu. Chúng ta phải biết niệm Phật, biết ăn chay, biết cúng lại, biết làm hiền, biết bố thí thì mới kịp. Nếu như Đức Thầy nói là để sau đến việc ở tơ, rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Thì ngay cái lúc này thì Đức Thầy cũng diễn tả là phương Nam nó rạng ngọc trói lò, lưu ly hổ phách mấy tò đầy cung. Dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi luôn đóng mà chào người chân tu. Bởi vì sấm giang thờ lộ bản vàng, đúng thời cơ rồi thì chư nhu thế giới khắp chàng có thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo mới ly kỳ, máu rơi chừng đó mới chờ ơ đắc hở. Mang khẩu hình gì bỏ dẫn tu, sau khi họ dùng vũ khí hạt nhân thì lúc này tức là ngũ hành biến chất. Biến chất là quý vị, là ý đó Phật thâu ngũ hành. Thì Đức Thầy có tiên tri là trời ơi sao biến bay, cá kia biến lội, tại ai sẽ ngừng. Khánh gì biết được nghe. Súng sao biến nổ, lưng chừng chữ ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Còn Đức Thầy đó nè, chừng nào chim nọ biến bay, cá kia mà biến lội đó, thì khổ này mới ngưng. Tức là đến giai đoạn đó là coi như là ngũ hành là biến chất, tức là không còn là dùng là xe thì không chạy, súng thì không nổ. Đó, như vậy thì gọi là chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lội, thì khổ này mới sao quý vị, mới ngừng phải không? Như vậy thì nước mới yên. Mặt nước biển là lao sao đó là mặt nước biển lô nhô lặn hụp. Đó, bây giờ đó chim đua bay, cá lại trên mồi. Đức Thầy dùng sự không cô bác em, mặt nước biển lô nhô lặn hụp ở đây là chỉ cho tàu chiến đó, chim là chỉ cho máy bay, cá lại trên mồi. Bây giờ đó là tàu ngầm hạt nhân không, rồi ngọn thủy chiều nô nước sụt sôi thì bầu trái đất một phen luân chuyển. Đến đó gọi là hoàn cầu trái đất chuyển xây, tới khi dùng vũ khí hạt nhân rồi đó là quả địa cầu này là rung chuyển hết. Đó gọi là hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê, cho chúng phơi thay từ muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, thì ngày sau dẫu có tiền ngàn khó mua. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Đến chừng đó thì thầy chúng ta sẽ trở về. Đó, như vậy thì Đức Thầy dùng cái câu là tài tá quốc an bang, nước nhà vững đặt, mà hớn đàn tức là hiển dinh.